Chào mừng bạn đã đến với video thứ 5 trong series video hướng dẫn về cách sử dụng giao diện Flash Sam trên hệ thống iRoup. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa phần chân trang website của bạn. Phần chân trang hay còn gọi là phần footer thường thì sẽ thể hiện thứ nhất là phần liên hệ website, thứ hai là phần chính sách hoặc là Facebook hoặc là một số các cái thông tin để gói gọn lại cái website của bạn một lần nữa khi khách hàng đã xem đến tận cuối của chân trang. Và để chỉnh sửa phần này thì bạn hãy đăng nhập vào trang quản trị website của bạn. Bạn vào phần giao diện và chọn phần tùy chỉnh. Trong giao diện tùy chỉnh, ở thanh công cụ phía bên trái của màn hình, bạn hãy chọn phần footer để chỉnh sửa footer cho website. Để hoàn thiện phần chân trang của website, bạn sẽ có hai bước chính cần phải làm ở đây. Bước thứ nhất đó là cấu hình phần chân trang, cấu hình các khối của chân trang, ví dụ như các số lượng khối, màu chữ, màu nền. Và bước thứ hai đó là cấu hình thêm xóa sửa các khối trong footer. Ở footer của giao diện Flashsam sẽ có 3 footer chính, gồm có footer 1, footer 2 và phần footer cuối. Ở phần footer 1 này thì thường là sẽ hiển thị những cái bài viết, những sản phẩm nổi bật nhất hoặc là những sản phẩm được mua nhiều, những sản phẩm được đánh giá cao sẽ được thể hiện ở footer 1. Ở footer 2 sẽ thể hiện là về thông tin liên hệ, về chính sách, về Facebook hoặc là về form đăng ký của website. Ở phần cuối cùng của footer là sẽ thể hiện là phần bản quyền của website. Để hoàn thiện footer thì trước tiên ta phải cấu hình phần này trước. Thì như ở footer 1 thì hiện tại là mình đang để là hiển thị footer 1. Nếu bạn không muốn hiển thị footer 1 hoặc là không muốn hiển thị footer 2, bạn có thể bỏ tích ở đây đi. Mình đang cấu hình là footer 1 sẽ có 3 khối: màu chữ đen trên nền trắng, nền màu trắng và không có ảnh nền. Ở footer 2 mình đang cấu hình là hiển thị footer 2 3 khối: chữ trắng trên nền màu và có nền, màu nền là màu cam. Ở background image là cái hình ảnh nền sẽ không có không chọn. Ở footer cuối này thì mình chỉ nên hiển thị một dòng đó là copyright, nghĩa là bản quyền website này thuộc về website nào. Ở đây mình sẽ ghi là Wisoha. Thì để cấu hình cho footer được đẹp nhất thì bạn nên để footer 1 nó trùng với màu nền của nền chính của website, footer 2 sẽ là trùng với cái nền chi tiết của website. Ví dụ ở đây mình đang để website là màu cam thì mình sẽ để phần footer 2 là màu cam, và phần footer cuối này thì bạn sẽ để màu cam sẽ đậm hơn footer 2 một chút. Để cấu hình các khối của footer 2 thì mình kéo lên trên cùng của phần footer, mình sẽ ấn vào phần Edit Footer Widget. Ở đây mình sẽ cấu hình thêm xóa sửa các khối vào cho footer. Ví dụ mình chỉnh sửa footer 2, bấm footer 2. Ở đây footer 2 mình đang để 3 khối. Khối thứ nhất đó là khối về thông tin liên hệ, khối thứ hai là khối bài viết, khối thứ ba là khối mã nhúng gì đó. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn các khối ở phần này sao cho thích hợp. Ví dụ mình muốn chọn lại 3 khối. Khối thứ nhất là mình sẽ để một cái thông tin liên hệ. Thì mình sẽ kích vào thêm một vít ghét, kéo xuống cuối cùng, chọn phần văn bản. Mình sẽ sang một trang khác có phần thông tin liên hệ. Có tạm một phần thông tin liên hệ vào đây, với tiêu đề là thông tin liên hệ. Khi copy vào đây thì dù bạn ấn Enter nhưng mà ở dưới phần dưới footer này nó sẽ không xuống dòng được, cho nên là bạn hãy thêm một cái thẻ là mở ngoặc nhọn, mở đóng ngoặc nhọn và thêm một thẻ BR vào giữa. Tương tự như các dòng khác, bạn cũng sẽ thêm cái thẻ BR này vào để có thể xuống được dòng. Ở khối thứ hai thì mình sẽ thêm một git get, đó là phần các bài viết gần nhất. Thì mình sẽ kéo lên và chọn phần bài viết gần nhất, Flash Sam Recent Post đây. Tiêu đề là bài viết và có hiển thị ảnh, hiển thị 5 bài viết. Ở footer 3 mình sẽ chọn là mã nhúng của Facebook chẳng hạn, mình sẽ chọn phần văn bản và mình sẽ gắn mã nhúng vào đây. Đây là quy trình để mình có thể thêm được các khối, và để xóa các khối thì bạn có thể kích trực tiếp vào các khối và chọn và xóa. Tương tự đối với footer 1, bạn cũng làm như vậy.
Vậy là bạn có thể tự tay mình tạo được cái chân trang theo nhu cầu sử dụng của bạn. Và bạn hãy xem những video tiếp theo để có thể hoàn thiện website một cách tốt nhất. Chúc bạn thành công.